Tiếp nữa lại cho anh chị em một cái công cụ nữa để mà anh chị em gọi là tạo hình ảnh, đúng không ạ? Đấy. Đấy, mình có thể search những cái hình ảnh ở đây để mình tạo. Đấy. Đấy, mình search hình ảnh đây để mình tạo cái hình ảnh mà mình mong muốn, đúng không ạ? Đấy, mình có thể tìm hình ảnh ở đây. Đấy. Đấy, ví dụ như là mình chọn cái hình ảnh này. Đấy, thì mình có thể copy cái câu lệnh này. Đấy ạ. Mình copy câu lệnh này. Đó. Đó. Những câu lệnh hay nhất thì nó được được liệt kê ở đây. Và việc của mình nó là tìm. Ví dụ như là ở cat. Đấy. Đấy, ở cat. Một câu lệnh là ở cat. Tìm với cả Midjourney. Đó. Thì nó sẽ ra được rất nhiều cho mình, rất nhiều những cái hình ảnh mà có hình con mèo mà do mọi người tạo ra ở Midjourney anh chị em nhé. Đấy, đấy. Ở cơn đi. Đó. Anh em thấy không ạ? Đó. Thì mình cũng giống như ở các cái kênh kia là mình có thể copy được cái câu lệnh của họ, đúng không ạ? Copy câu lệnh của họ để mà mình tạo ra cái của mình. Đấy, ví dụ như là những cái postcard này. Đấy, ví dụ như là chân dung đó. Đấy, hoặc là photography. Đấy, tức là những cái hình ảnh mang tính chất là giống như ảnh thật đấy, ảnh chụp ấy, giống như ảnh chụp. Đấy, hoặc là anime. Đấy, kiểu hoạt hình. Đấy ạ. Đó. Hoặc là fashion, đó là thời trang. Đúng không ạ? Đấy. Thời trang này anh chị em thấy những thiết kế những cái bức những cái đôi giày này, những cái quần áo này. Đấy, anh chị em ạ. Mình có thể ứng dụng chat GPT Midjourney để thiết kế thời trang anh chị em nhé. Đấy, ví dụ đôi giày Nike này, anh chị em nhìn thấy đôi giày Nike này, thiết kế này đẹp không? Đấy, mình có thể là thậm chí là bán cái thiết kế này cho những các cái đơn vị đấy được, kiểu kiểu vậy, ok em ạ? Đó, nó rất nhiều các cái tính năng để cho chúng ta có thể là lựa chọn, ok nhé.